Là bạn học từ hồi cấp 3, tôi và anh Minh đã có khoảng thời gian yêu nhau khá dài mới tiến đến hôn nhân. Thực ra hồi cấp 3 chồng tôi đã trải qua mối tình sâu đậm với một người con gái tên Loan, nhưng cô ta đi du học nên mối tình ấy đã sớm tan vỡ. Tôi biết bản thân là người đến sau, nhưng thấy anh Minh không nhắc nhiều đến quá khứ nên tôi dành trọn sự yêu thương cho anh ấy. Thế nhưng từ khi biết tôi và anh Minh sẽ kết hôn, mẹ anh ấy luôn dùng những lời lẽ thể hiện sự dè biểu tôi, chê tôi học không cao, nhà không giàu bằng Loan nói tóm lại đối với mẹ anh minh tôi chẳng bằng một nửa so với loan và bà luôn tiếc loan không phải là con dâu của bà đành rằng loan là con gái của người bạn thân mẹ anh minh quen biết từ khi cô ta còn nhỏ nên sẽ có sự thân thiết hơn tôi nhưng dù sao loan cũng đã là người cũ tại sao mẹ anh minh cứ nhắc tới cô ta trước mặt tôi và còn khen ngợi cô ta tốt hơn tôi cũng vì biết rõ mẹ anh minh không thích tôi nên sau khi cưới vợ chồng tôi thuê trọ không sống chung với mẹ chồng cứ ngỡ không phải sống chung với một mái nhà thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không có gì để xung đột nhưng mẹ chồng liên tục can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng khiến tôi rất mệt mỏi do mới kết hôn chúng tôi ưu tiên là phát triển kinh tế đợi khi có chút dư giả mới tính chuyện sinh con điều này hai vợ chồng tôi cũng đã nói với mẹ chồng ngay từ khi vừa cưới xong ấy vậy mà mẹ chồng gọi điện thúc giục liên tục hai đứa nhanh cho bà bế cháu đi chứ nói mãi không được mẹ chồng tôi gắt lên xem con loan kìa Mới lấy chồng được nửa năm mà giờ sắp đẻ rồi hai đứa cưới đã gần hai năm rồi đó rồi bảy còn nói tôi là không chịu làm tròn bổn phận của con dâu không cho tôi đặt chân vào nhà nếu như không sinh con ngay để làm mẹ chồng bớt giận tôi mua một cái túi sách hàng hiệu biếu mẹ rồi thỏ thẻ mẹ à vợ chồng con giữ tính cãi rồi mẹ sẽ sớm được bé cháu thôi mà vừa nịnh nọt vừa có quà tặng cứ nghĩ mẹ chồng sẽ thoáng hơn không ngờ mẹ chồng tôi lại lấy cái túi sách cũ Kiểu dáng tương tự cái tôi mua rồi nói Con Loan mua cho mẹ đấy Xịn, đẹp, đắt tiền gấp mấy cái con vừa mua Cứ hễ động đến việc gì là mẹ chồng đều lôi tôi Nhân vật con dâu hụt và nói chuyện khiến tôi tức điên Nhưng vì không sống chung một nhà Nên tôi giả ngơ như không có chuyện gì Tránh bất hòa làm chồng khó xử Hồi Tết Dương Lịch vừa rồi Vợ chồng tôi về quê ăn Tết với mẹ chúng tôi nghĩ mẹ ở một mình ngày lễ về chơi cho nhà có không khí ấm cúng không ngờ chân chưa đặt vào cửa đã nghe mẹ giọng mẹ chồng oan oan đứa xinh sáng khéo léo như con mà thằng minh không lấy lại lao vào đứa ít học vụng về nghĩ mà chán vâng nghe vậy đủ hiểu người đang ở nhà không phải là bà hàng xóm nào đó mà chính là loan tôi nghe mà nghiện đắng trong cổ họng trong mắt mẹ chồng tôi là đứa không ra gì sao Số thuốc bổ tôi mua để biếu mẹ chồng và mấy tấm vải may áo dài, tôi lặng lẽ đem trở lại xe ô tô luôn. Nếu mẹ chồng đã nghĩ tôi ác, thì tôi đóng trọn vai ác luôn. Vừa thấy tôi bước vào nhà với tay không, thái độ của mẹ chồng đã thay đổi. Bà lườm nguyết không nói chuyện với tôi, rồi tiếp tục trơm trả trò chuyện với Loan. Sau đó mẹ chồng tôi còn đích thân xuống bếp, nấu mấy món ăn. Từ ngày về làm dâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy chịu xuống bếp. Bình thường tôi phải tự nấu, tự dọn tất cả. Đến khi mâm cơm được dọn lên, tôi càng chết sững, mâm cơm toàn những món tôi bị dị ứng không ăn được, lại còn nhiều món mà Loan thích như canh cua mồng tơi, tôm chiên trứng muối. đã vậy trong bữa ăn, mẹ chồng liên tục gấp đồ ăn cho Loan. với tôi thì mẹ vẫn gấp đồ ăn cho, nhưng là gấp những món tôi bị dị ứng nặng. chồng ái ngại nhìn tôi rồi nhăn mặt với mẹ, nhưng có vẻ bảy không để ý đến Anh Minh. Thấy tôi không ăn, mẹ chồng còn nói mát mẻ, bảo tôi là đứa khó ăn, khó chiều Còn mạnh miệng nói vợ Loan đã ly hôn, bà muốn Loan trở thành một thành viên trong gia đình và sớm xin cho bà đứa cháu kháu khỉnh. Tôi sững người hiểu ra, mẹ chồng đang dằn mặt tôi, muốn tôi ly hôn để Loan bước chân vào gia đình này. Từ lúc biết chuyện này, tôi rất giận mẹ chồng, định báo tin tôi vừa mang thai, nhưng tôi không còn muốn nói một lời nào với người đàn bà đó nữa. Còn chồng tôi thì bảo, thì mẹ cứ nhận cô ta làm con đi, để cô ta chăm sóc mẹ đến cuối đời. Con và vợ sẽ luôn ở trên thành phố. Mẹ chồng nghe vậy thì chửi động nói anh Minh vì tôi mà không coi mẹ ra gì. Loan thấy nhà rối loạn nên đã rời đi. Nhưng tôi rất ức chế, không biết nên làm thế nào để trừng trị mẹ chồng lôi kéo người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đây. Tôi cho cô 500 triệu, à không, 1 tỷ đi, đủ để cô dứt khóa chưa? Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà con trai bác yêu cháu lắm, cháu ở đâu con bác cũng tìm được một là bác nhốt con bác lại hai là cháu phải đi xa xa kiểu như nước mỹ chẳng hạn mà bác biết đi mỹ tốn thế nào đó ba tỷ bác thấy sao muộn nhất ra tết cháu bay chà đó là những giao dịch mà mình làm mỗi ngày các bạn biết nghề của mình là gì không nói ra nghe hơi ngượng mình làm nghề người yêu thuê hoàn toàn trong sáng nha không có drama tình ái như trên phim đâu drama về tiền thì có mình là trang hiện đang làm content freelancer Trước thì mình làm văn phòng, nhưng sau yêu cầu việc tay trái về thời gian nhiều quá nên đành nghỉ. Nghề tay trái đã đem đến cho mình một căn chung cư cao cấp ngay nội thành, sắp trả góp xong, và một con ê tô xịn nha. Nghề tay trái của mình là làm người yêu thuê, nhưng no no, không phải như mấy bà nghĩ đâu. Là làm người yêu thuê để đóng phim cùng mấy cậu ấm thích báo. Nhiệm vụ của mình là càng hãm càng tốt, đến khi người nhà của các con báo yêu không chịu được, ra giá, mình và báo con chia hoa hồng, vậy là xong. Đúng việc nhẹn lương cao, nhưng khéo lắm mới làm được đấy. Việc này là trước thằng bạn đại học của mình muốn đi du học cần hai tỏi mà nhà nó không cho. Mình với nó xem phim hàng nhiều, mê cái chi tiết cầm tiền và cút quá. Hai đứa chuẩn bị kế hoạch kỹ càng lắm nha, trộm vía, thuận lợi, ngoài mong đợi. Hồi đó mình đến nhà nó, cứ diễn bộ phim tham ăn lười làm, ăn nói thì hỗn, bát đũa thì không biết dọn, lại tỏ vẻ thèm tiền ra mặt. Còn thằng bạn mình thì đóng vai si tình hết mức Đấy, mẹ nó hoảng vội Mỗi tội bác ấy dân kinh doanh Mặt cả dữ quá Với lần đầu mình trung, đòi được mỗi 500 củ Thằng bạn mình nó liều, cứ đi Sau gia đình mới sót chuyển khoản thêm Sau phi vụ đó Thì mình nổi tiếng trong đám bạn risk it của nó luôn Chớp đến tới tấp Các con báo con Lấy đủ thứ đi đòi hỏi Từ nhà, xe, đất Đến đồ hiệu, tiền mặt mình thì cứ 10% mỗi phi vụ, nếu liên quan đến bất động sản thì đối phương chịu phí sang tên, trộm vía, mỗi phi vụ mình đều kiếm được một đôi trăm triệu. Đặc biệt trung thu và Tết là hai đợt đông khách nhất, khách của mình trải dài từ Nam đến Bắc, nhưng mà mình thích khách ngoài Bắc hơn. Các vị phụ huynh trong Nam chịu con quá, cứ kệ thôi. Có bác còn khen mình cá tính nữa đây mình sẽ kể về phi vụ kiếm nhất của mình không nói đến bất động sản vì cái đó khó định giá nói đến tiền mặt đi mình chốt được hẳn ba tỏi luôn đó Hồi đó bạn mình giới thiệu cho mình một cậu quý tử. Cậu này tên Hoàng, khiếp, lên đại học rồi mà mua cái áo cũng phải gọi điện xin mẹ duyệt chi, ghi 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 cái gì cũng mẹ. Mà chẳng phải cậu ấy muốn vì mẹ quý tử cho ít tiền quá. Quý tử kể chẳng biết bố mẹ nghe đâu ra, dạy con trai phải cho nó nghèo, không nó xin hư. Hồi xưa em còn về quê xin tiền bà được, bà em giàu lắm, lần nào cũng cho em tận mấy chục củ. Nhưng giờ bà em mất rồi, bà em để cho em cái sổ tiết kiệm hơn chục tỏi cơ mà bố mẹ em sợ em tiêu mất. Giờ em 20 tuổi rồi mà đi nhậu với mấy thằng bạn vẫn phải gọi xin mẹ 5-700k, xong lấy lý do đi sinh nhật. Dạo trước em giả vờ có người yêu để xin tiền, mà giờ mẹ đòi dẫn về. Em đưa chị về nha, em cần hai tỏi thôi. Em tính cầm tiền đó đi nước ngoài, biến mất cho mẹ em sợ. Với chứng minh em lớn rồi, nhưng chị cứ điêu ba tỏi đi, thừa thì càng tốt mình về nhà em trai đấy đây mình kể cả nhà nghe hôm đó mình mặc đồ kiểu style gơm quán bar mình hơn cậu em kia mấy tuổi lận nên xây dựng hình tượng thằng cu bị mình lừa vào trồng hôm ấy mình vừa bước vào cửa ăn mặc ngắn trên hở dưới lại còn đi dép lê loẹt xoẹt trang điểm màu mè vừa nhìn thì mẹ thằng bé đã không ưng chào hỏi xong mẹ nó lạnh giọng cháu xuống bếp giúp bác nhặt rau mình rất tỏ vẻ nói như này chứ ui nhặt rau á chứ không biết sao hoàng bảo cho đến chỉ việc ăn xong rồi đi về mà sao lại phải nhặt rau nhặt cỏ gì nữa anh anh em về đó cả nhà thằng cu sốc thằng cu bật mẹ như con tôm mẹ sao mày bắt người yêu con nhặt rau bọn con ở với nhau đến miếng cơm cô còn không phải tự xúc đồ ăn con còn gấp hộ mà sao mẹ bắt cô nhặt rau hỏng hết bộ móng mới làm cô ấy sao mẹ hoàng tia xuống tay em thấy bộ móng dài đến ba bốn phân mặt lại đen hơn Em cứ nghĩ phải chiến đấu lâu hơn Ai ngờ bác gọi em xuống bếp bằng được Biết khúc này là khúc giao dịch Nên em không làm bộ làm tịch nữa xuống liền Vừa đến nơi bác hỏi thẳng Nhà cửa cô thế nào Cháu không có bố, mẹ đang ở tù Thề chứ mỗi lần diễn đến đoạn này Trước khi đi mình phải thắp hương trước Ở nhà xin lỗi các cụ gia tiên đó Không có nghiệp nó quật chết thì thôi Ôi thấy mình nói vậy mẹ hoàng ngẩn người luôn Xong hỏi tiếp Cô gặp con trai tôi thế nào Cháu nhảy ở quán hát Cháu mời hoàng có mỗi ly rượu à không hiểu sao cứ theo đuổi cháu bằng được Bác định bảo cháu chia tay đúng không Cháu cũng chán lắm con bác rồi Nhưng mà cháu cắm sừng con bác đầu như quả châm chôm luôn rồi Mà nó vẫn cứ năn nỉ quay lại à Lần đại hoàng lấy tính bạn ra dọa cháu Mới miễn cưỡng về gặp bác đó Kiểu cháu cũng muốn dứt Nhưng chưa đủ động lực Bác cho cháu tí động lực đi Mẹ hoàng sốc luôn mà Mãi sau bác mới lắp bắp Tôi cho cô 500 triệu Không, một tỷ đi Đủ để cô dứt khoát chưa Cháu cũng muốn lắm, nhưng mà con trai bác yêu cháu lắm, cháu ở đâu con bác cũng tìm được, một á, là bác nhốt con bác lại, hai là cháu phải đi xa xa, kiểu như nước Mỹ chẳng hạn, mà bác biết đi Mỹ tốt sao rồi đó, 3 tỷ, bác thấy sao, muộn nhất ra Tết cháu bay. Chẳng phải nói mẹ Hoàng đồng ý vội, nhưng dở cái bác áp giải mình ra tận sân bay, Hoàng chi thêm cho mình 200 củ nữa sang Mỹ du lịch, hết ý sau phi vụ đó thì cu cậu biến mất lý do là thất tình để bố mẹ lo ngay ngáy cả năm sau mới mò về còn tỏ vẻ con đã trưởng thành có thể sống một mình ở nơi xứ người mà không cần một đồng trợ cấp cảm thấy con trai yêu đã lớn khôn bố mẹ hoàng bắt đầu rót tiền như nước cho nó hôm nọ mình vừa gặp nó cứ cảm ơn mình hoài khoe dạo này sống dễ thở lâu lâu xin mẹ vài trăm kinh doanh xong tiêu gần hết thì biếu mẹ vài triệu tiền lãi mẹ nó lại yên tâm bơm tiếp mình tính bao giờ trả góp xong nhà với tiết kiệm thêm chút thì ngừng. Bây giờ giới nhà giàu sắp quen mặt mình hết rồi. Ai muốn apply thì comment dưới bài. Mình chết avatar nha. Tìm hiểu nhau hơn một năm thì tôi mới quyết định kết hôn với anh Quyền. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có 3 km nên có thể nói là hai bên gia đình hiểu khá rõ về hoàn cảnh của nhau. Trong khi hai ông bố thì ra sức gán ghép chúng tôi với nhau, tôi cảm nhận mẹ anh Quyền dường như không yêu thích, cũng chẳng ghét bỏ tôi khi bàn chuyện đám cưới bố anh quyền hứa hẹn sẽ cho chúng tôi quản lý trại gà và một miếng đất để xây nhà riêng ấy vậy mà mẹ anh quyền lại nói thằng huy đang quản lý trại gà cứ để nó quản lý tiếp thằng sinh đang thiếu đất xây nhà miếng đất đó để sang tên cho nó hai đứa ở chung với bố mẹ khi nào bố mẹ qua đời thì căn nhà này thuộc về các con công việc thì thằng quyền đi bán hàng thuê cho người ta nhưng kinh tế cũng ổn định để phần lại cho các em là hợp lý rồi tôi chẳng phải đứa tham lam tài sản vì nhà tôi có điều kiện kinh tế nhỉnh hơn nhà anh quyền nhưng tôi cảm thấy chạnh lòng cơ ngơi làm ăn đất xây nhà bố mẹ chia cho hai em còn vợ chồng tôi thì chả có cái gì trong tay ở chung nhà tôi chẳng biết rồi sau này căn nhà có phần vợ chồng tôi hay lại phải chung chạ ăn chia với các em chẳng lẽ làm con trưởng thì phải chịu thiệt thòi hay sao nghĩ vậy trong lòng tôi nói với anh quyền là lấy đất bên nhà tôi xây nhà rồi hai vợ chồng ở riêng Lâu lâu thăm hỏi bố mẹ hai bên, khỏi vướng mắt ai, nhưng anh Quyền lại nói anh có trách nhiệm của con trưởng, anh tha thiết mong tôi hiểu cho, vì không muốn chưa cưới đã chia tay. Nên tôi nhượng bộ chấp nhận về làm dâu và đặt giao kèo với anh Quyền là sau 3 năm sẽ dọn rỡ riêng, đám cưới được tổ chức khá hoành tráng, nhưng khách khứa toàn bên bố mẹ tôi, còn bên bố mẹ anh Quyền chỉ được ba mâm. Tôi cảm giác mẹ anh Quyền chỉ muốn làm một đám cưới cho hợp lệ, không quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của tôi và anh Quyền. Ăn bữa cơm đầu tiên sau khi kết thúc tiệc cưới, mọi người đều chúc vợ chồng tôi sớm sinh được em bé trong năm con mèo. Thế nhưng, mẹ anh Quyền lại bảo, muốn đúc em bé thì phải đúc năm con trồng, đúc con mèo xui xẻo lắm. Tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao mẹ anh Quyền lại nói vậy. Thấy anh Quyền định lên tiếng hỏi lại, Tôi thúc chân anh rồi nói nhỏ Mẹ nói gì anh cứ kệ đi Chuyện vợ chồng mình mẹ không can thiệp sâu được đâu Thế nhưng trong đêm tân hôn Hai vợ chồng tôi đang háo hức chuẩn bị khám phá cơ thể nhau Thì mẹ anh Quyền lại gõ cửa ầm ầm Khi mở cửa ra nhìn thấy mẹ chồng Mặt tôi xanh như tàu lá chuối Bãi đưa cho tôi một hộp áo mưa rồi bảo Đêm nay hai đứa nhớ bảo vệ đấy Mẹ chưa muốn làm bà nội ngay đâu Tôi ngơ ngác thật sự Nếu muốn phòng tránh thì mẹ anh Quyền có thể đưa hộp áo mưa Vào lúc hai mẹ con đang nấu nướng dọn dẹp Tại sao lại gõ cửa đúng lúc nhạy cảm thế này Còn chưa hết sốc trước thái độ của mẹ chồng Thì bà ấy đã lên tiếng Mấy ngày nay là tổ chức đám cưới Đứa nào cũng mệt trả đời rồi Để con bây giờ cho dị tật hả Mẹ muốn cháu nội của mẹ phải khỏe mạnh Còn vài tháng nữa là sang năm con rồng rồi Ngoan ngoãn làm theo lời mẹ Thì bao nhiêu vàng bà Mẹ cũng đưa Dúi hộp áo mưa vào tay tôi xong Mẹ anh Quyền nhanh chóng đi xuống nhà Tôi nhìn hộp áo mưa trong tay Rồi mang vào phòng nói lại với chồng Anh Quyền cười tấm tẩm nói anh là con trai trưởng Con trai anh sẽ là cháu đích bự Chắc chắn là mẹ muốn có đứa cháu đích bự thật khỏe mạnh đây mà Nhưng tôi thì không nghĩ mẹ chồng là người đơn giản như vậy Biểu hiện của bà ấy trong suốt thời gian qua Khiến tôi cảm thấy bà đang cố ý chèn ép tôi Muốn tôi không có tiếng nói trong ngôi nhà này Vậy là tôi quăng hết vào thùng rác Rồi nói với chồng Thầy bảo con mèo hợp mạng vợ chồng mình Chúng ta cứ đút con mèo đi Chờ đợi lâu không bằng nhân cơ hội luôn sáng hôm sau mẹ anh quyền đã phát hiện ra hộp áo mưa trong sọt rác bà mắng nhiếc tôi là đứa con gái không biết điều còn lớn tiếng đòi đuổi tôi về nhà bố mẹ đẻ chỉ vừa mới cưới xong mà bà ấy đã lộ ra vẻ ngoài nanh ác như vậy tôi thật sự thất vọng đáng lẽ tôi không nên nhân nhượng đồng ý làm dâu ba năm ngay lúc bà ấy đuổi đi tôi gom đồ đạc rồi lôi luôn anh quyền ra khỏi nhà chúng tôi lấy cớ làm lễ lại mặt để ở nhà bố mẹ tôi ba ngày liền nhà gần nên bố mẹ tôi cũng thường thăm hỏi được tình trạng ngày đầu tiên làm dâu của tôi thế là bố mẹ đẻ hào phóng nói cho tiền để vợ chồng tôi xây nhà luôn trên miếng đất bố mẹ đã hứa cho tôi sau chuyến du lịch trăng mật tôi và anh Quyền thật sự của cuộc sống hôn nhân của riêng mình giờ còn hơn một tháng nữa là tới năm con chồng tôi vừa sinh được một bé trai mẹ chồng nghe tin tôi đã xin thì nhắn chồng tôi bảo đưa về cho bà bế cháu đích bự nhưng tôi thấy mẹ chồng chả mong gì đứa cháu này nên không đưa về cho mẹ chồng xem mặt bà ấy đã không muốn có cháu tuổi mèo tôi đúc luôn em bé tuổi mèo vậy cho đã đúng không mọi người cuối năm rồi chúc mọi người có em bé xinh đẹp khỏe mạnh tuổi mèo hay tuổi chồng cũng đẹp nha mình là đứa kín miệng nên có chuyện gì bí mật và quan trọng thường được bạn bè yên tâm gửi gắm đêm hôm khuya khoắt con bạn phương bạn thân chí cốt mạnh ai nấy hốt của mình nó điện thoại vừa khóc lóc vật vã vừa kể cho mình nghe câu chuyện buồn của đời nó nhưng tha ngôi đó lại là chuyện vui của đời mình nên mình lên đây chia sẻ tí cho chúng bạn cùng nghe phương ơi hai vợ chồng mày có nghe được thì mắt nhắm mắt mở cho vụ này đừng có ký vô đầu tao nha chồng con Phương là thằng Hải Gồm á, ông này vốn tính đào hoa nhưng lại lụy nhỏ này mới hài, còn con này thì nhan sắc tầm trung, nhưng bằng cái cách nào đó mà nó đã vượt qua biết bao nhiêu ả đàn bà xung quanh thằng Hải, để ngang nhiên đường đường đống đống lên ngôi vị cao nhất là chính thức. Nó kể thằng Hải lắm trò quỷ ma, hèn gì từ trên giường đến bước chân xuống đất nó được đàn bà trong thiên hạ lê lết đi theo dài dài hôm đó thằng hải vừa thắng vụ kiện lớn vụ này nó cãi cho đối tác công ty làm ăn với con phương à nó là luật sư nha mọi người vừa đẹp trai lại cãi giỏi tư chất thông minh nên hải rất có tiếng trong giới chính vì lần này thắng lớn nên nó hồ hởi bảo con phương em trả ơn anh thế nào đây cô bé con phương hỏi lại thế anh muốn khi nào thằng đấy đáp gọn vì háo hức lắm rồi anh thì chả muốn đợi gì nữa ngoài cái gật đầu của em con phương tỏ ra nguy hiểm bảo Vậy thì chịu khó nằm lên giường em đi Chưa bao giờ em lắc đầu với anh ở đó đúng không? Thằng Hải đáp Em nhớ mặc cho mình bộ nào đẹp nhất có thể Và cởi ra tranh nhất có thể Tối nay anh đáp sớm Hai vợ chồng con này lắm trò thật Lấy nhau lâu rồi nhưng trông có vẻ vẫn cuồng nhau như ngày đầu á Rồi đêm ấy thằng này bay từ Hà Nội về Sài Gòn Để chén con vợ của mình Nhỏ này ở nhà Chuẩn bị tươm tất cả bằng tiệc nhỏ có nến và hoa Không quên chai vang trắng giúp chúng nó ngà ngà say để thêm phần slay cho đêm tiệc. À, nhỏ còn chỉnh chu chuẩn bị mạng cosplay bé thỏ non quyến rũ ông luật sư tài ba vừa thắng kiện nữa chứ. Vừa về đến nhà chúng nó ôm nhau hôn quyết liệt, thằng Hải nó vốn tinh tế, lại chiều chiêu. Con Phương nó bảo chết tiệt, ta lại thích cái kiểu đấy, không dừng lại được. Hai tụi nó ngập lặng trong khoái lạc, lên xuống cả giờ đồng hồ, nhưng mà đang đoạn cao trào thì thằng Hải nó làm con này rớt từ 9 tầng mây xuống 8 tầng địa ngục. Chỉ với một câu nói võn vẹn, em tuyệt lắm Nga ơi. Nhỏ này đang trên đường lên núi, nó bỗng khựng lại, ủa, alo, Nga là cái con đéo nào? Nó mở mắt tắt xe bảo, ê, Nga là con nào, thằng khốn, lừa bà hả? Rồi nó tay nhanh hơn não, lấy lực thật nhanh và mạnh từ đôi tay vừa mới vuốt ve mơn trớn. Nó vặt cái bặt, đi đợi con hỏa mi của thằng Hải. Rồi nó thấy thằng đấy đau đớn quá, lần đầu ngày luật sư biết khóc, nó hoảng loạn đưa vào bệnh viện trong lúc bác sĩ đang dùng hết sức bình sinh cứu chữa thì nó điện thoại cho mình để cầu cứu theo mấy bà chuyện nó làm là đúng hay là sai nó hỏi mà mình mới hết biết đường trả lời luôn nhưng dù gì thì họa mi cũng đã gãy rồi việc đúng sai không còn quan trọng mình bảo nó đừng khóc bình tĩnh lại chỉ là họa mi từ nay xin ngừng hót nói có thế mà nó gào khóc lên trong tuyệt vọng à quên thằng hải còn bảo thằng em nó mà có mệnh hệ gì nó quyết đưa con phương lên bành bóng ngựa Vợ chồng luật sư có khác hay mọi người. Tình ra tình mà hết làm tình thì đưa nhau ra tòa, chắc có lẽ đây là bài học cho con Phương và cả thằng Hải đúng không mọi người? Chưa bao giờ mình nghĩ bản thân sẽ vớ phải một thằng đàn ông biến thái như vậy. Yêu hai năm mà gã vẫn lừa được hơn chục cô gái khác vì sở thích dị hợm mọi người ạ. À. Nhưng hôm nay, mình đã thẳng chân đá thằng bạn trai cũ cùng một nạn nhân dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Sau khi phát hiện con người thật phóng túng như kẻ điên, Nói sơ qua một chút về mình và bạn trai cũ tên là Khang. Mình 26 tuổi còn hắn vừa tròn 25. Hồi đấy mọi người cứ trêu bạn trai mình là lái máy bay. Nhưng hắn chỉ sinh sau có 2 tháng thôi. Nên tụi mình vẫn gọi anh xưng em như bình thường. Chúng mình học chung cấp 3 nhưng trên nhau một khóa. Mãi đến lúc trai trường mới quen biết rồi yêu nhau qua sự giới thiệu của thầy chủ nhiệm. Người đó là cháu ruột của thầy. Còn mình là học sinh cá biệt. Hay quậy nhưng học giỏi nên thầy ấn tượng lắm. Yêu nhau được khoảng nửa năm khá êm thì sau đó mình và Khang thường xuyên cãi nhau với bản tính hay ghen tuông vô lý cực kỳ. Do là trang cá nhân mình có mấy nghìn lượt follow, bình thường ít khi đăng ảnh nhưng mỗi lần đăng đều nhận được khá nhiều tương tác. Thế mà Khang cũng ngồi đọc hết sạch, rồi xem lượt thả tim để bắt mình block những chàng trai khen ngon xinh, kết bạn với anh nhé. Đến cả những đứa bạn thân con gái của mình cũng không chịu được cái tính đó. Góp ý mấy lần thì toàn bị ăn chửi thậm tệ Vì bạn trai đọc được tin nhắn trêu đùa kiểu Khang hay ghen quá Hay mày bỏ quách nó đi yêu thằng khác đi Dần dần vì Khang Mà mình mất đi khá nhiều mối quan hệ Trong đó có cả người thân cũng mất lòng với Khang Tuy biết anh thật sự yêu mình Nhưng tật ích kỷ và kiểm soát vô lý của Khang Khiến mình nghĩ đến việc chia tay không dưới trăm lần Cứ dùng dằn mãi Bỏ rồi lại yêu Mình với Khang cũng ở cạnh nhau được hai năm Mình chưa từng nghi ngờ Khang cấm sừng mình Ấy thế mà hôm sinh nhật anh ta cách đây 2 tháng, mình phát hiện gã toàn đi gạ gái trên app hẹn hò Tinder. Tại hôm đó say nên mình phải mở điện thoại khang ra để gọi cậu em trai tới đón. Ai ngờ lại vô tình đọc được inbox chat của một cô gái lạ tên là Quỳnh, dẫn dắt mình mò sang Tinder. Một loạt lời lẽ thô tục hiện ra, toàn là khang đi gạ tình đứa khác và đối tượng anh chọn đều là các em sinh năm 2000, trong đó Quỳnh sinh năm 2002. Mặc kệ khang ngủ gục ở gốc cây, mình nhanh chóng chụp lại các đoạn tin nhắn làm bằng chứng, rồi đêm đó liên hệ với Quỳnh để hỏi chuyện. Quỳnh tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cô ấy nói không biết Khang đã có người yêu. Trên trang cá nhân chưa từng đăng ảnh chụp với mình, nên Quỳnh tưởng Khang độc thân. Dù mới quen anh ta được một tuần, Khang rủ hẹn suốt, nhưng Toàn đòi gặp lúc 11-12 giờ đêm, nên Quỳnh chưa đồng ý. Sau khi bình tĩnh xem lại mấy chục tin nhắn trên Tinder trên của Khang, mình phát hiện ra câu tán gái quen thuộc của hắn chính là khơi gợi chuyện tình một đêm đầy thú vị với lời lẽ ông bướm khói đỡ mờ mép dẻo quẹo bảo sao các em không gục sôi sụp lắm nhưng mình vẫn ráng im lặng dặn Quỳnh giả như không biết chuyện gì để tính kế dạy cho Khang một bài học hai chị em chưa kịp bàn xong thì mấy hôm sau mình lại lén xem được tin nhắn hắn nói chuyện với một thằng bạn thân nổi tiếng hay chăn trâu loại bạn xấu nết kia mình cũng không thèm đếm xỉa nhưng Khang đã tự nói một câu khiến mình sốc vô cùng Mấy em gái này tao chỉ qua lại kiểu một tình một tiếng Tao thấy thế sướng hơn là tình một đêm Vừa nhanh gọn lại đỡ phiền Ồ ra là vậy Anh bạn trai hay ghen thích độc chiếm bạn gái Lại lộ ra nhân cách thật đáng ghê tởm vậy cơ Đến nước này thì mình nói thẳng với Quỳnh rằng Khang chỉ coi các em gái như chiến lợi phẩm Giúp bộ sưu tập tình một tiếng của gã thêm giày Rồi một ngày cũng sẽ đá đi không thương tiếc Quỳnh choáng lắm Tức giận Kêu phải dạy cho Khang một trận sâu cay Rồi mình cho Quỳnh địa chỉ chỗ Khang thuê nhà Cô ấy lên kế hoạch nhờ một đứa em đang học lớp 12 giả danh làm mình để hẹn gặp Khang trong đêm. Y rằng hắn sập bẫy. Hôm đó mình giả vờ rủ Khang đi ăn đêm nhưng hắn từ chối khéo, kêu đau bụng. Biết Khang chở em gái tới để dở trò đồi bại. Mình gọi cho một ông anh nhờ đèo đến nhà Khang rồi rình với Quỳnh. Khang đon đã đón cô em vào. 20 phút sau đã nghe thấy tiếng em gái la hét ba người chúng mình ập tới luôn hô hoáng ầm ĩ bớ làng sớm ơi có người dụ dỗ trẻ vị thanh niên khiến cả ngõ chạy ra công an phường cũng nhanh chóng có mặt em gái lớp 12 liền khóc lóc kể bị khang dụ dỗ còn hắn thì sợ mất mặt khi biết trâu định chăng vẫn đang học cấp 3 quỳ lại van xin đến 2 giờ sáng em gái mới đồng ý không kiện vừa về đến nhà thì bác chủ đã đứng sẵn yêu cầu hôm sau gã phải dọn đi luôn bác không muốn cho một thằng có đời sống trụy lạc thuê phòng đứng núp ngoài cổng nhà hóng chuyện mà chúng mình cười rút trích, đáng đời thằng chó. Mà mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, mình lỡ vui mồm kể lại chuyện Khang bị công an bắt vì tội dở trò với em nữ sinh cho đứa bạn thân. Nào ngờ nó lại có bà chị làm chung công ty với Khang, bà ấy đem tin nhắn bậy, gạ gái khoe chiến tích tình một tiếng đi khắp nơi. Kết quả đến tai sếp, Khang liền nhận được email báo đuổi về trong phút mốt, nghiệp quật cứ phải nói là tơi tả, mình biết hết nhưng giả vờ im lặng không hỏi thăm khiến Khang tức điên lên, đến sáng nay thì mình nhắn tin báo chia tay rồi block hết liên lạc. Khang vội chạy tới đứng dưới ngõ gào ầm lên đòi gặp thì bị bố mình ra quát cho một trận, nhục quá lại cúp đuôi về. Hả hê quá các chị ạ, à. thời buổi bây giờ kiếm được một người tử tế yêu chân thành đâu phải dễ, mà nếu có lỡ vớ phải thằng không ra gì thì đừng có lụy, phải cho tên đó một bài học chứ đừng có ngồi im nhẫn nhục làm gì cho phí nước mắt ra thấy con trai tôi là con trai phố, gia đình có điều kiện, người nhà quê các cô toàn tố tình tiếp cận, rồi lấy việc mang bầu ra để uy hiếp. Xin lỗi, nhà tôi không nhận. Các cô là con gái, không biết giữ mình thì thôi, giờ có ăn vả cái gì? Đó là những lời mà mẹ người yêu tên Tuấn đã lạnh lùng bảo với mình khi đến thưa chuyện về việc mình mang thai con của anh. Sau này khi nhớ lại, mình vẫn ước gì có thể quay ngược thời gian để hả hê mà đáp trả lại bà ấy khi hiện tại nhà đó lạy lục muốn có cháu như thế nào cũng không được chuyện là thời sinh viên mình có yêu một người say đắm anh ta là khóa trên của mình tên là tuấn thấy tuấn ăn nói có duyên nên mình nhanh chóng bị hớp hồn tuy nhiên khi đó mình không dám thổ lộ vì tự nhận thấy bản thân là một cô gái bình thường chẳng có gì nổi trội thế rồi một ngày kia mình sung sướng suýt ngất liệm đi khi tuấn tỏ tình chẳng cần anh nói nhiều mình mau chóng gật đầu khi yêu tuấn tỏ ra là một người đàn ông tâm lý chiều chuộng bạn gái nhiều đứa bạn đã phải xích xoa khi thấy anh quan tâm mình nhưng rồi sự ngọt ngào đó chẳng kéo dài được lâu thì một việc đã xảy ra mình có thai thấy que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói mình vừa mừng vừa lo khi đó mình mới là sinh viên năm thứ ba đại học bây giờ làm mẹ đúng là quá sớm nhưng được mang cho người mình yêu mình cảm thấy rất hạnh phúc mình mau chóng cầm điện thoại lên và gọi cho tuấn nhưng trái với giọng điệu hồ hởi của mình tuấn lầm ầm lên cái gì em có thai điên hả em vẫn đang là sinh viên đó anh bảo em phải uống thuốc cơ mà dù chẳng hiểu thái độ của anh lúc này là như thế nào mình vẫn cố giải thích tránh anh hiểu nhầm em có uống nhưng bác sĩ dặn không được uống quá ba lần liên tiếp trong một tuần em sợ hại sức khỏe nên nhưng anh chỉ mắng thêm đúng một câu em điên rồi tắt phục máy bỏ lại mình trong sự sững sờ trong khi mới hôm qua khi còn gặp nhau anh vẫn nói lời ngọt ngào từ hôm đó tuấn chẳng đến thăm và cũng chẳng thèm liên lạc quá sốt ruột mình chủ động gọi cho anh nhưng tuấn không nghe nhắn tin anh cũng chẳng trả lời một tuần sau đó anh gửi cho mình một dòng tin ngắn ngủi bỏ đứa bé đi chúng mình còn trẻ chưa nuôi nổi đâu đọc xong dòng đó mình ôm ngực khóc như điên dại cực chẳng đã mình đành tìm đến tận nhà tuấn mở cửa cho mình vào chính là mẹ anh sau khi mình trình bày xong sự việc, bà cười nhạt. Ôi trời tưởng gì, sự việc thế này nhà tôi gặp nhiều lắm rồi. Thấy con tôi là trai phố, gia đình có điều kiện. Người nhà quê các cô toàn cố tình tiếp cận, rồi lấy việc mang bầu ra để uy hiếp. Xin lỗi, nhà tôi không nhận. Các cô là con gái, không biết giữ mình thì thôi. Giờ còn ăn vả cái gì? Đang lúc mình khóc lóc van xin mẹ tuấn thương hại, thì anh ta về. Thấy mình, anh ta tỏ vẻ chán ghét rồi quát cô còn dám tìm đến tận nhà tôi. Nói cho cô biết, tôi chẳng yêu thương gì cô đâu. Chẳng qua đám bạn tôi nói cô có tình cảm với mình, nên tôi ban ơn. Nhưng ai ngờ cô ngu ngốc, không biết giữ thân, thôi cút đi, đừng có hồng ăn vạ nhà này. Xong rồi tuấn lôi mình sền sệt ra cửa, hất tay khiến mình ngã dúi dụi. Cây đắng ôm bụng vừa đi vừa khóc. Đúng là cháy nhà loài mặt chuột, mới biết lòng dạ con người, chẳng biết xử lý thế nào. Mình đành về quê với bố mẹ, May thay bố mẹ cũng mắng mỏ Nhưng không dám nói nhiều Sợ mình nghĩ quẩn Mẹ bảo chuyện đến nước này thì phải chịu Bà không đồng ý cho mình bỏ thai Mẹ lên Hà Nội để chăm nơm mình Khi gần đến ngày sinh Mẹ đến trường xin bảo lưu kết quả học tập Bố cũng già đi vài phần vì mình Nhưng ông vẫn động viên Hàng xóm láng gì người ta cười Thì cũng vài ngày là họ chán Không ai nói hết cả đời được Mày cứ yên tâm nuôi con Bao giờ nó cứng cáp thì quay lại học nốt con để chúng tao chăm. Nghe vậy mà mình khóc nấc lên vì thấy tội lỗi và thương bố mẹ. Sau đó mình xin con trai, có lẽ thương mẹ con, nên con mình rất ngoan, ít khi ốm đau. Sau vài tháng sinh con mình quay trở lại trường để học nốt, khi đó dù có gặp lại Tuấn, nhưng anh ta lờ đi như mình là kẻ vô hình. Thế rồi bẵng đi hơn 4 năm, sáng chủ nhật hôm rồi khi hai mẹ con mình đang chơi trong phòng, mình bỗng nghe tiếng gõ cửa rất mạnh mở ra mình khá bất ngờ vì người trước mặt là mẹ tuấn khác hẳn với thái độ năm xưa lần này bà dùng giọng hiền từ khẩn khoản cầu xin mình cho bà được vào vừa bước vào nhà mẹ tuấn thấy con mình thì mừng lắm lao vào ôm hôn rồi đòi bế nhưng khổ con mình thấy người lạ thì gào khóc rồi chạy ra nép sau lưng đến lúc này thì mình không thể ngó lơ được nữa hỏi thẳng mục đích thì mẹ anh bảo thú thực từ ngày cháu đến nhà cô cô cứ thấy ân hận mãi năm đó là gia đình cô sai lắm khi hắt hủi hai mẹ con nay cô đến đây muốn nhận thằng bé về nuôi cháu còn trẻ tương lai còn trọng mở đừng vì một đứa bé mà chôn vùi thanh xuân như vậy con gái có thì nhưng mình biết thừa chẳng phải do con dâu bảo bị vô sinh hay sao mẹ tuấn tỏ ra bất ngờ khi mình biết thông tin này nhưng cũng mau chóng làm điệu bộ khẩn khoản mắt ngấn lệ xin mình đồng ý việc bà ta đề nghị nhưng mà mình chỉ cười khẩy cô ơi bốn năm qua Gia đình cô chẳng một lời hỏi thăm đến mẹ con cháu Chúng cháu vẫn sống rất tốt Mà cô coi bà nội nó đến đây Nhưng mà con cháu nó có nhận đâu Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi cô ạ à. Khi xưa hai mẹ con cô hắc hủi cháu thế nào Cô đã quên rồi hay sao mà còn tìm đến đây vang nài Cô về đi Không được như ý nguyện Mẹ Tuấn thất thểu ra về Âu thì cũng đáng đời lắm Có không giữ, mất đường tìm Khi xưa gia đình nhà bà ấy chối bỏ mình Chối bỏ cháu chắc Thì giờ con dâu lại không thể có con vợ trong mẹ con mình hạnh phúc như này tính đến chia rẽ chắc làm gì có mùa xuân đấy cơ chứ